Đại ca, cuối cùng thì đại ca cũng đã quay trở về rồi. Hành tinh sắc sống của chúng ta đang bị bọn quái vật người ngoài hành tinh xâm chiếm. Đại ca hãy ra tay tiêu diệt chúng đi. Cái gì? Tên nào mà to gan đến như vậy, dám xâm chiếm hành tinh sắc sống của ta? Các người đúng là phế vật. Ta mới đi có mấy ngày thôi mà hành tinh đã bị xâm chiếm rồi. Bây giờ mau mau dẫn ta tới chỗ cái bọn người ngoài hành tinh, ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Lần này bọn chúng chết chắc rồi. Ha 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 ha. Mọi người, ta vừa nhận được thông tin của TV Girl. Thành phố của chúng ta đang gặp nguy rồi. Đang có một thế lực vô cùng là mạnh đang tiến tới thành phố của chúng ta. Anh Đông Hồ Man và PC Man chắc chắn không chống đỡ được đâu. Chúng ta phải quay trở về thành phố để giúp đỡ thôi. Vậy còn cái hành tinh này thì chúng ta tính sao đây? Tạm thời thì chúng ta cũng không đủ sức đánh bại được bọn quái vật zombie đâu. Chúng ta quay trở về ứng cứu PC Man và Đông Hồ Man. Sau đó chúng ta sẽ tập hợp anh em quay trở lại đây tiêu diệt cái bọn quái vật zombie đó. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được quay trở về nhà rồi. Mọi người mau về thôi. Các người định tính đi đâu? Đến hành tinh của ta tàn phá rồi bây giờ tính chuồn ư? Không dễ vậy đâu. Mọi người, không ổn rồi. Bọn quái vật xác sống, bọn chúng đã quay trở lại. Và hình như đại ca của bọn chúng đã về rồi. Cameraman, người cũng tinh mắt đấy. Ta chính là đại ca của bọn chúng. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt các ngươi vì cái tội dám xâm chiếm hành tinh của ta. Ha 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 ha. Hừ, bây giờ chúng ta đã có anh Clockmangon rồi. Chúng ta không sợ các ngươi đâu. Mọi người, chúng ta lao lên tiêu diệt bọn chúng và quay trở về hành tinh của chúng ta thôi. Em là em nhớ nhà lắm rồi. Đến nào cản đường ta, ta sẽ tiêu diệt hết. Vậy để ta xem các người có khả năng đó không đã. Anh em, xông lên. Mọi người, tên quái vật trùm cuối này, hắn ta bị đóng băng rồi. Bây giờ chúng ta xử lý hắn ta theo đây. Hãy để ta sử dụng thanh búa của mình tiêu diệt hắn ta. Xin các người hãy tha cho ta. Ta sẽ theo các người, giúp các người tiêu diệt kẻ xấu. Người hãy cho chúng ta một lý do tại sao phải tha cho nhà ngươi đi. Ta với tên cameraman này có thể hợp thể lại với nhau và trở thành một thái tôn mạnh hơn. Lúc đó sức mạnh của các người cũng sẽ mạnh hơn, có thể đi cứu những người anh em của các ngươi. Anh cameraman, em thấy vậy cũng được đó. Được, vậy thì ngươi hãy hợp thể với ta đi. Nếu mà ngươi lừa chúng ta sẽ tiêu diệt cho ngươi. Được, ta bắt đầu hợp thể đây. Cameraman, ta không lừa ngươi chứ. Giờ thì sức mạnh của chúng ta đã tăng gấp 10 lần rồi. Chúng ta đã được trang bị thêm 2 khẩu súng 6 lòng. Trên tay phải có một lưỡi gươm vô cùng là sắc bén. Còn bên tay trái, súng của chúng ta đã có 3 lòng rồi. Chúng ta đã trở thành bất khả xâm phạm. Wow, với sức mạnh này của cameraman thì cái thế lực xâm chiếm hành tinh của chúng ta sẽ bị tiêu diệt thôi. Mọi người, chúng ta phải mau trở về thôi. Nếu chậm trễ, anh PC Man và Đông Hồ Man sẽ bị tiêu diệt mất. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã quay trở về thành phố rồi. Mọi người đâu hết rồi? Chẳng nhẽ tất cả mọi người đã bị thế lực huyền bí đó tiêu diệt rồi sao? Bọn chúng mạnh đến như vậy sao? PC Man và Đông Hồ Man không hề yếu chút nào cả. Mọi người đã quay trở về rồi sao?
Hả? Cái gì thế này? Anh cameraman, anh ý được nâng cấp. Trông anh ý thật là xịn sò. TV Girl, mọi người đâu cả rồi? Speaker Girl, anh PC Man và anh Đông Hồ Man đã bị bọn quái vật Titan Mũi Khoan và Uprighton TV Man Super ở Vũ Trụ 7 bắt đi rồi. Thật không ngờ còn TV Man ở Vũ Trụ 7 lại là người xấu. Được, chúng ta sẽ tới đó để tiêu diệt bọn chúng, giải cứu anh PC Man và Đông Hồ Man. Ha ha ha, mấy cái tên phế vật nhà các người định đi đâu? Bây giờ không còn PC Man và Đông Hồ Man nữa thì các người chết chắc rồi. Hừ, lại là bọn Sở Kỳ Bí Tuyết ư? Hôm nay cameraman ta đã lợi hại hơn xưa rồi, một mình ta cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Ghê gớm vậy ư? Được, để ta xem sức mạnh của ngươi như thế nào. Mọi người hãy để một mình ta tiêu diệt bọn chúng, để xem sau khi ta hợp nhất, sức mạnh của ta mạnh đến mức nào. Được, cameraman, cậu hãy chiến đấu bọn chúng đi. Mọi người, bọn Sơ Kibi Toilet, bọn chúng bị tiêu diệt rồi. Chúng ta mau tới Vũ Trụ 7 để giải cứu PC Man và Đông Hồ Man thôi.